Một mình chú Tâm sẽ thả 4 con diều, nhưng mà cái này gọi là diều thể thao. Bữa chú có nói là ở Việt Nam không ai thả như chú đúng không chú? Dạ đúng rồi, như là nếu có đuôi là không ai thả như tôi. Đuôi là nó rất là khó. Đây. Tự nhiên nó có đám mây đen ở đằng trước ấy. Tầm này các bạn xem có siêu nhá. Ồ. Tuyệt vời các bạn ơi. Hơi tiếc một xíu là ở giữa cái màn hình các bạn đang theo dõi là nó có cái đám mây hơi đen đen ấy. Nếu mà đám mây đen nó mà bay lệch đi một xíu nữa để có cái nền trời xanh nhá thì quay rất là đẹp các bạn ạ. À, bên này là con mãng xà đang bay bên cạnh nhé các bạn thấy con mãng xà đẹp không? Ở bên này nó lại dính như cái chỗ mây đen này. Đây, chú Tâm đây. Nói là ở Việt Nam mình là không ai điều khiển diều được như chú được nha. Trên thế giới chỉ có 2 người, đó là chú Tâm và một người nữa bên Canada là làm được điều này đúng không ạ? Hai con kia rớt này. Thank you.